Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người kiếm thị, được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Giáo trình hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 với Charles. Bài 12: Hàm N, Hàm O, Hàm SQRT và Hàm Rank. Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với các hàm khác như xếp thứ hạng các số với hàm Rank biết được công dụng và cách sử dụng của hàm n, biết được công dụng và cách sử dụng của hàm o. Sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai của một số. Trước tiên chúng ta sẽ cùng làm quen với hàm sqrt, công dụng dùng để tính căn bậc hai của một số. Công thức tổng quát như sau: bằng sqrt mở ngoặc đơn số cần khai căn, đóng ngoặc đơn rồi enter. Ví dụ như khi ta muốn khai căn số 25, ta làm như sau. Trước tiên tôi gõ số 25 vào ô A1. 2, 5, 25 Enter blank A2. 25 A1. Lúc này ô A1 của tôi có giá trị là 25. Để tính căn bậc 2 cho số 25 hay ô A1, ta đưa con trỏ sang một ô bất kỳ. Ở đây tôi đưa sang ô B1. Blank, B1. Sau đó gõ vào cú pháp bằng Type in the formula and press Enter. SQRT S search Q S Q R T R S Q R T S Q R T mở ngoặc đơn left parent và gõ vào là A1 A apps, one đóng ngoặc đơn right parent và enter, A, F, enter blank, B2. và mũi tên lên để nghe kết quả five as formula B1 kết quả là 5 hoặc chúng ta cũng có thể gõ bằng cách sau dấu bằng type in the formula and press enter SQRT S search Q Sqrt R T R, -R, -T -R -T. mở ngoặc đơn left parent thay vì gõ vào là A1 tôi có thể mũi tên trái để chuyển sang o A1 equals S left parent A1 sau đó nhấn enter à, các bạn lưu ý nếu như các bạn dùng mũi tên để chọn o A1 thì các bạn không cần phải gõ dấu đóng ngoặc đơn À trường hợp nếu như các bạn nhập OA1 bằng tay thì các bạn bắt buộc phải gõ dấu đóng ngoặc đơn. Ở đây tôi nhấn Enter sau khi chọn OA1. Enter blank B2. Và mũi tên lên để nghe kết quả. 5 formula B1. Kết quả là 5. Hoặc chúng ta cũng có thể khai căng bằng cách sau. Dấu bằng. in the formula and press enter. SQRT. S Q R T. Mã ngoặc đơn và gõ trực tiếp số cần khai căn. Ở đây tôi gõ vào số 25. 2 5 Đóng ngoặc đơn. Right parent. Và enter. 25 and enter blank B2. Và mỗi tên lên để nghe. 5 has formula B1. Và cũng cho kết quả là 5. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm quen với hàm and được viết là AND có nghĩa là và. Công dụng của hàm này dùng để liên kết các biểu thức điều kiện có ý nghĩa là và. Công thức tổng quát như sau: bằng n mở ngoặc đơn biểu thức điều kiện 1 chấm phẩy biểu thức điều kiện 2 chấm phẩy vân vân đóng ngoặc đơn. Hàm n chỉ cho hai kết quả, cho kết quả là true tức là đúng khi tất cả các biểu thức điều kiện đều true tức là đều đúng. Và cho kết quả là false tức là sai khi có ít nhất một trong các biểu thức điều kiện là false tức là sai. Ta có ví dụ như sau. Bằng Type in the formula and press enter. And A, apps, n and, D, and. Mở ngoặc đơn. Left parent. Biểu thức điều kiện thứ nhất tôi gọi là 5 lớn hơn 4. 5, greater, 4. Chấm phẩy. Semicolon. Biểu thức điều kiện thứ hai tôi gọi là 2 nhỏ hơn 6. 2, less, 6. Chấm phẩy semicolon. Và biểu thức điều kiện thứ ba tôi gọi là 8 nhỏ hơn 9. 8 less 9. Rồi đóng ngoặc đơn. Right parent. Và enter. Lúc này nó sẽ cho ra kết quả là true bởi vì tất cả các biểu thức điều kiện ở trên đều đúng. Nine, enter, blank, A2. Và mũi tên lên để nghe kết quả. True as formula A1. Kết quả là true. Ví dụ thứ hai, tôi có bằng Type in the formula and press enter. N. A N and D N. Mở ngoặc đơn. Left parent. Biểu thức điều kiện thứ nhất là 5 nhỏ hơn 4. 5 less 4. Chấm phẩy. Semicolon. Biểu thức điều kiện thứ hai là 2 nhỏ hơn 6. 2 less 6. Chấm phẩy. Semicolon. Và biểu thức điều kiện thứ ba là 8 nhỏ hơn 9. Eight. Less. Nine. đóng ngoặc đơn. Right Lúc này khi tôi enter thì sẽ cho kết quả là false, bởi vì có một điều kiện sai, đó là năm nhỏ hơn bốn. tôi enter. Nine enter blank A2. và mũi tên lên để nghe kết quả. False as formula A1. kết quả false, tức là sai. và tuy nhiên hàm n sẽ không đi một mình, mà nó thường được dùng chung với hàm if. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm quen với hàm o được viết là or. Công dụng của hàm or dùng để liên kết các biểu thức điều kiện có ý nghĩa là hoặc. Công thức tổng quát như sau: bằng o mở ngoặc đơn biểu thức điều kiện 1 chấm phẩy biểu thức điều kiện 2 chấm phẩy ba chấm đóng ngoặc đơn. Hàm o chỉ cho hai kết quả. Cho kết quả là true khi chỉ cần một trong các biểu thức điều kiện là true và cho kết quả là false khi tất cả các biểu thức điều kiện đều là false. Ta có ví dụ như sau. Bằng Type in the formula and press enter. Or O I 2 R R R R or Mở ngoặc đơn. Left parent. À, biểu thức điều kiện thứ nhất là 5 nhỏ hơn 4. 5 less 4 Dấu chấm phẩy. Semicolon. Biểu thức điều kiện thứ hai là 2 nhỏ hơn 6 two less six chấm phẩy semicolon và biểu thức điều kiện thứ ba là 8 nhỏ hơn 9. Eight less nine đóng ngoặc đơn right paren ở đây sau khi tôi enter thì chương trình vẫn cho kết quả là true mặc dù biểu thức điều kiện thứ nhất là sai 5 nhỏ hơn 4 là sai nhưng đối với hàm or thì chỉ cần một trong các biểu thức điều kiện là đúng thì sẽ cho ra kết quả đúng cho nên Hai biểu thức điều kiện phía sau đều là đúng. Do đó, khi tôi enter, nó sẽ cho ra kết quả đúng. Enter blank A2. Và mũi tên lên để nghe kết quả. True formula A1. Kết quả là true, tức là đúng. Ví dụ thứ hai, bằng Type in the formula and press enter. Or, o -R 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 Mở ngoặc đơn. Biểu thức điều kiện thứ nhất 5 nhỏ hơn 4. 5 less 4. Dấu chấm phẩy. Biểu thức điều kiện thứ hai là 2 lớn hơn 6. 2 6. Dấu chấm phẩy. Và biểu thức điều kiện thứ ba là 8 bằng 9. 8 9. Đóng ngoặc đơn. Right Lúc này khi tôi Enter thì sẽ cho ra kết quả là False. Bởi vì tất cả các biểu thức điều kiện ở trên đều là sai vì đối với hàm o khi tất cả các biểu thức điều kiện đều sai thì sẽ cho ra kết quả sai 4, 9, 8, Enter, blank, A2. và mũi tên lên để nghe kết quả false as formula a1 false tức là sai à, tuy nhiên hàm o cũng như hàm n nó sẽ không đi một mình mà thông thường nó sẽ kết hợp dùng chung với hàm if sau cùng chúng ta sẽ làm quen với hàm Rank tức là hàm xếp hạng được viết là r a n k Công dụng của hàm rank dùng để tính thứ hạng của một giá trị số so với một dãy số. Công thức tổng quát như sau: bằng rank mở ngoặc đơn, số cần tính thứ hạng, chấm phẩy, khối giá trị, chấm phẩy và kiểu xếp hạng đóng ngoặc đơn. Về kiểu xếp hạng thì ta có hai loại kiểu xếp hạng. Kiểu thứ nhất, giá trị lớn xếp hạng nhỏ, thường được dùng trong xếp loại học tập và kiểu xếp hạng này chúng ta sẽ nhập số là 0, tức là theo chiều giảm dần. Kiểu thứ hai là giá trị lớn thì xếp hạng lớn, thường được dùng trong thể thao. Kiểu xếp hạng này thì ta nhập số 1, tức là theo chiều tăng dần. Chẳng hạn tôi có ví dụ sau. Tôi đưa con trỏ về oa A1. Cell one, blank A1. Ở oa A1 tôi nhập là số 9. 9 Enter blank A2. Và oa A2 tôi nhập giá trị là số 7. 7 Enter. Blank A3. Và OA3, tôi nhập giá trị là số 6. 6. Enter. Blank A4. Và OA4, nhập giá trị là số 8. 8. Enter. Blank A5. Để xếp hạng, ta làm như sau. Trước hết, di chuyển con trọ đến OB1. Blank B5. Blank B1. Start of new data region. Sau đó, gõ hàm ranh theo cú pháp. Bằng. Type in the formula and press enter. Rang. R radians A radians N rand K rand dot A V G. Mở ngoặc đơn. Left parent. Áp dụng công thức số cần tính thứ hạng là A1. A abs 1. Chấm phẩy. Semicolon. Khối giá trị tức là từ A1 đến A4. Ta gõ A1. A abs 1. 2 A4. Colon. A abs 4 chấm phẩy và kiểu xếp hạng là số 0. Zero, zero Đóng ngoặc đơn. Right Rồi enter. enter blank B2. Và mũi tên lên để nghe kết quả. B1. Và kết quả là một Do ta chọn kiểu xếp hạng là số 0, tức là giá trị lớn xếp hạng nhỏ, thì ở đây cột A1 có giá trị lớn nhất là số 9, cho nên xếp hạng nhỏ nhất là số 1. Sau khi nhập xong công thức cho ô B1, thì tương tự các ô B2, B3 và B4 cũng nhập công thức như ô B1. Thay vì nhập lại công thức, ta cũng có thể copy công thức xuống hàng dưới. Để copy công thức xuống hàng dưới, ta có hai cách. Cách thứ nhất, ta đưa con trỏ xuống ngay ô bên dưới, rồi nhấn thành trên D để copy công thức ở trên xuống. Ctrl D2 has formula B2 và tiếp tục đưa con trỏ xuống ô B3 để tiến hành copy. Blank B3. Control D2 as formula B3. Và tiếp tục đưa con trỏ xuống hàng B4. Blank B4. Và nhấn Ctrl D để copy công thức xuống. Control D1 as formula B4. Lúc này đã có một sai sót xảy ra. 8 A4. Cột A4 có giá trị là 8. 1 as formula B4. Xếp hàng 1. 6A3 Cột A3 có giá trị là 6 2 as formula B3 Xếp hạng 2 7A2 Cột A2 có giá trị là 7 2 as formula B2 Xếp hạng 2 9A1 Cột A1 có giá trị là 9 1 as formula B1 Xếp hạng 1 Như vậy là trong quá trình xếp hạng đã xảy ra sai sót Là bởi vì trong công thức này chúng ta có sử dụng khối giá trị mà khối giá trị thì là cố định không thay đổi. Chẳng hạn như công thức ở OB1 thì sẽ là rank mở ngoặc đơn A1 chấm phẩy trong khối giá trị từ A1 đến A4 chấm phẩy và kiểu xếp hạng là 0. Nhưng ở OB2 thì công thức sẽ là rank mở ngoặc đơn A2 và khối giá trị đã bị đổi theo là A2 đến A5 mà trên thực tế khối giá trị không thay đổi khối giá trị vẫn là A1 đến A4 cho nên khi chúng ta copy xuống hàng B2 thì tự động chương trình sẽ hiểu là từ A2 đến A5 và sẽ trừ đi một hàng như vậy là dẫn đến cho ra kết quả sai do đó đối với những giá trị cố định thì chúng ta cần phải thiết lập cố định cho nó ở đây tôi nhập lại công thức bằng range type in the formula and press enter ra ra n rank a, -rank -a v avg Mở hoạt đơn left parent a1 a apps 1 chấm phẩy semicolon Bây giờ để nhập khối giá trị từ a1 đến a4 là cố định thì ta gõ như sau Cách thứ nhất ta có thể gõ xong từng tọa độ sau đó nhấn F4 để thiết lập dấu đô la cho từng tọa độ Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ cần cố định dòng cho nên cột A chúng ta không cần cố định nếu như chúng ta cố định cả cột A thì cũng không sai. Nhưng ở đây chúng ta không cần thiết. Và khối giá trị tôi nhập vào là A. A. À, dấu đô la. Dollar. Số 1. 1. 2 chấm. Colon. Và A. 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 Dấu đô la. Dollar. Số 4. 4. Chấm phẩy. Semicolon. Zero dash Và chọn kiểu xếp hạng là số 0. 0, 0-descending. Đóng ngoặc đơn. Right parent. Và Enter. Enter 2 as formula B2. À, mũi tên lên để nghe kết quả. 1 as formula B1. Sau đó ta đưa con trỏ xuống dòng B2 để copy công thức xuống. 2 as formula B2. À công thức này là hồi nãy chúng ta làm, bây giờ chúng ta nhấn Ctrl D, nó sẽ tự động cập nhật công thức mới. Ctrl D3 as formula B2 và lúc này cột B2 được xếp hạng là số 3 bởi vì cột A2 có giá trị là 7 đứng thứ 3. À, tương tự ta mũi tên xuống tới ô B3 rồi nhấn Ctrl D. Trường hợp có bi như thế thì cũng khá là lâu, để có bi nhanh hơn ta có thể đứng ngay ô công thức vừa thiết lập. Sau đó nhấn Shift mũi tên xuống đến ô mà chúng ta cần có bi xuống. Select B3, select one, B4. Sau đó nhấn Ctrl D để copy đồng loạt. Control D. Và bây giờ ta kiểm tra kết quả. 1 has formula B1, edge of current data region. A1 có giá trị là 9, cho nên B1 đứng thứ nhất. 3 has formula B2. A2 có giá trị là 7, cho nên B2 đứng thứ ba. 4 has formula B3. A3 có giá trị là 6, cho nên B3 đứng thứ tư. 2 has formula B4 và A4 có giá trị là 8 cho nên B4 đứng thứ hai. Tương tự chúng ta cũng có thể xếp hạng theo kiểu thứ hai đó là giá trị lớn thì xếp hạng lớn bằng cách sửa kiểu xếp hạng số 0 thành số 1. Chẳng hạn tôi muốn sửa kiểu xếp hạng. Tôi mũi tên lên đưa con trỏ về ô B1. Sau đó nhấn phím F2 để sửa công thức. F2, edit. Và dùng mũi tên trái để tiến hành sửa. Right parent. Zero. Nhấn delete để xóa bỏ số 0. Right parent. Và thay vào bằng số 1. One, Zero dash descending. Sau đó nhấn enter để đồng ý. Enter 3 as formula B2. Và nhấn mũi tên lên để nghe kết quả. 4 as formula B1. Lúc này cột B1 có xếp hạng thứ tư, tức là giá trị lớn thì có kiểu xếp hạng lớn. Ta nhấn shift mũi tên xuống để copy công thức xuống những hàng còn lại. Select 3, B2. Select 4, B3. Select 2, B4. Và nhấn Ctrl D để copy đồng loạt. Ctrl D. Bây giờ ta kiểm tra lại kết quả. 4 as formula B1, edge of current data region. A1 có giá trị là 9, lớn nhất, nên B1 xếp hạng lớn nhất là số 4. 2 as formula B2. A2 có giá trị là 7, nhỏ thứ hai, cho nên B2 xếp hạng 2. 1 formula B3. A3 có giá trị nhỏ nhất là 6, cho nên B3 đứng thứ nhất. 3 formula B4. Và A4 có giá trị là 8, cho nên B4 xếp thứ ba. Như vậy là chúng ta vừa làm quen xong hàm if, hàm or, hàm sqrt và hàm rank. Chúc các bạn thành công.